Ê, hôm nay có một cái hai vợ chồng nó có bầu và một đứa con bị nhiễm bệnh gì đó ảnh hưởng tới cái bầu thai của người phụ nữ này, nghe đâu còn 2-3 tuần gì nữa sanh, thì cho nên muốn tìm mình để xin giúp cái gì đây, mà đi tới tới nhà của Sang rồi, bây giờ Sang muốn vô tìm hiểu coi như thế nào. Đây hình như cái người phụ nữ đang mang thai dắt theo đứa con người chồng nữa, để vô coi như thế nào nha quý vị ha. Đây là người chồng, mình ngồi ở đây luôn đi. Con gọi chú không dậy vậy hả? Con hai chồng con ở chỗ bên đường Nguyễn Cúc Hú chú. Chỗ đâu? Hồi đó ở bên Nguyễn Cúc Hú. Nhưng mà bây giờ về ở chỗ gần trên nhà của vợ con ở đường TA11 đó chú. TA11 là góc nhà vợ con, giờ hai chồng con ở đường TA13. Đó đang ở chỗ đó thì đường Lê Thị Duyên của chú. Con nói lớn lớn rồi. Dạ đang ở chỗ đường TA13. Rồi hiện giờ con đang làm gì? Dạ con đi phụ hồ chú. Còn con? Dạ vợ con hết rồi. Con ở nhà không? Hồi nãy giờ con có đi làm gì không? Hồi đó chưa có bầu thì còn đi làm, có bầu ở nhà. Có bầu con mấy tháng rồi? Dạ nay 33 tuần, cũng gần sanh rồi chứ. Gần sanh hả? Dạ. Thầy họ đi khám bác sĩ nói là họ sợ tình dấu hiệu sanh sanh non đó con. Thì nó quay đầu sớm rồi. Hôm nay con đau bụng liên miên rồi. Con nói lớn lên chú nghe. Bầu hả? Nay con được 33 tuần rồi. Mà họ đi khám bác sĩ thì họ sĩ nó sợ tình trạng sanh non, tại nay em bé hả nó quay đầu xuống tới tới dưới rồi, bác sĩ nó dưỡng chờ ngày nữa thôi, cũng còn mấy tuần nữa à. Tại vì hồi nó sanh bé này là hả mới có 33 tuần là con sanh. Ôi, chú mới dữ. Con bé này thì hả chưa biết này con 33 tuần chưa biết nữa. Mà nó đau bụng hổm này ngủ ngủ ngày ngủ đêm không được, nó đau bụng mà nó đau cái thắt bụng của dưới mệt người á. Mà bữa bác sĩ nói cái thai nhi thì như thế nào? Thì bác sĩ nói thai nhi thì vẫn bình thường, nhưng mà có cái là tại vì họ con ở nhà hay đi xe đạp nhiều quá đó. Chợ bé này đi xe đạp với họ ẩm nó hoài đó, họ thai họ nó quay đầu sớm, nó quay đầu sớm xuống dưới, và bác sĩ nói sợ có dấu hiệu tình trạng sanh non. Cho nên bác sĩ bây giờ phải nằm dưỡng, uống thuốc dưỡng được ngày nào hay ngày đó. Thì bé này hả con đợt đó con sanh ra thì hả nó ra là hả 33 tuần rồi đó. Còn bé thì hả chưa biết, thì bác sĩ nói hả nếu mà bé này mà hả sanh sớm thì bé này nó cũng có ảnh hưởng theo. Đó bé nó vợ con sanh cái lúc mà sanh bé này ở bệnh viện Chánh này chú. Rồi sanh ra bé lọc lòng ra trong vòng 4-8 tiếng là chích nước thuốc gan hết 70-70 chú, ảnh hưởng gan của mẹ đó. Mẹ bị gì? Dạ thì vợ con đang bị gan siêu B á chứ. Gan siêu B rồi. Với lại tim. Rồi hổm nó bệnh nó nằm bệnh viện Nhi Đồng thành phố mình chú. Bị sốt nhiễm trùng máu nằm nó hết 10 bữa lấy dịch tỷ xét nghiệm luôn á, sau lưng nó còn cái mũi kim chích luôn á. Đây hả bé này. Dạ đúng rồi. Ngoài lưng chồng còn là còn. Ngoài lưng chồng còn. Mẹ nó có chấm đen này chú. Nè. Con lấy cái tay rồi. Để lấy tỷ hả? Dạ đúng rồi, lấy tỷ xét nghiệm chú. Tại vì hả xét nghiệm máu thì đi nằm vô xét nghiệm tai mũi họng. Nằm mới đầu năm rồi, không có tiếng khá nhiều họng chú, còn năm mới. Bác sĩ nói xét nghiệm tai rồi để kiểm tra mà hả tai xong mà không có, mũi không có, họng cũng có, rồi hả lấy dịch não cũng có. Rồi bắt đầu tôi mới lấy dịch tễ xương sống. Lấy dịch tễ xương sống ra mình ống không kỹ vậy chứ. Là bắt đầu đi xét nghiệm ra là nó bị nhiễm trùng máu. Nhiễm trùng máu đó là 99%. Nhiễm trùng máu. Đứa bé này bị nhiễm trùng máu. Dạ. Tại vì con hỏi nào giờ bé nó đâu có bị đâu mà tự nhiên hôm đó nó sốt. Sốt mới có 2 ngày ở nhà con vẫn chưa uống thuốc bình thường. Rồi ngày thứ ba tôi thấy nó nặng quá, 11 giờ đêm hả chở xuống bệnh viện khám sốt hả nó lên chú tin nó từ hả
nó lên 1 độ. Ở nhà là 38 độ. Lên tới bệnh viện cái là nó tới 43 độ rồi. Nó sốt 2 ngày đầu, 2 đêm đầu nó sốt xong nó chuyển sang ói. Ói xong rồi hả nó 2 ngày sau nó chuyển sang ỉa, tiêu chảy. Tiêu chảy xong rồi chuyển sang quay lại sốt nằm đúng 10 ngày, 12 ngày bắt đầu hả con xin cho về. Chứ có một mình con trong không có nổi. Bây giờ phát đồ điều trị của cháu rồi, bác sĩ có nói như thế nào không? Có, bác sĩ nói là cái nhiễm trùng máu của nó là nó bị suốt cả đời chứ không có hết được. Mỗi lần nó sốt là cái trùng máu nó xâm nhập vô là nó sốt. Con bé này mà nó mà sốt là nó sốt ít nhất 2-3 ngày chứ tới tuần. Uống thuốc hạ sốt vô chút xíu rồi sốt lại 50 phút sốt lại rồi con hỏi bác sĩ. Bác sĩ nói tình trạng nó mà sốt rồi phải đưa đi bệnh viện, đưa đi khám. Nó sốt là nó lên viêm mũi họng. Con đi kiếm chú rồi, giờ con có đem thêm ba cái giấy tờ hồ sơ bệnh án gì không? Vô chú coi coi. Tại vì bộ hồ sơ của bé là nó còn nằm ở bệnh viện Nhi Đồng thành phố chú. Nói chung nó không có đưa đâu con. Còn giữ bệnh viện Nhi Đồng mới giữ. Đó còn vợ con thì bị gan rồi này kia là có đồng hàng luôn. Viêm gan là hả? Nó ra là con thuốc bác sĩ chú thuốc điều trị nay là hả tới 15 tây tháng 11 này là phải đi xét nghiệm lại đó con. Mà từ khi mang thai là bác sĩ nó không có cho uống thuốc. Dạ, đây là con giấy này ổng khám ở dưới bệnh viện Bình Chánh nè con. Đó là bị gan nó kia trong vòng 6 tháng rồi phải đi xét nghiệm lại cái phần này nè. Mà nay hơn 6 tháng rồi con cũng cho vợ đi tái khám luôn. Lý do sao không cho đi tái khám? Tại vì một phần đó là bác sĩ nó con không đủ thuốc nữa. Tại vì không có bầu cũng uống thuốc lên điều trị. Con uống thuốc vô là nó con nó chích thuốc mà ba mũi này con bỏ mà không tiền cho chích luôn. Còn cái viêm gan của con là hôm nay là đi xét nghiệm lại để xem nó giảm hay là nó tăng. Mà có thai là đi hỏi bác sĩ không có cho uống thuốc, phải qua sanh không đúng qua sanh xong em bé phải được 6 tháng bắt đầu mới được uống thuốc lại. Cho nên giờ không biết cái gan con mỗi lần nó đau vậy đó. Nó đau ăn không tiêu, uống không tiêu, bé con là ba mũi này là con không có tiền chích rồi giờ chích dịch vụ chú. Nó chích dịch vụ cho bé đó. Cái chịu đựng thêm không có tiền là đứa chích con này chích ba mũi nhưng mà không có tiền nữa chích. Chích dịch vụ. Không có tiền đi chích luôn á hả? Mũi đầu chích là ngày 16 tháng 12 2017 đúng không? Dạ đúng rồi. Mũi thứ hai đó là ngày em coi ngày mấy có mất kiến không? 16 tháng 12 năm 2017. Ở kia trên đây 16 tháng 10, 17, 16 tháng 2, 17, 18 tháng 4, 2018. Rồi còn mấy cái mũi này hẹn nè. Dạ đúng rồi. Là coi như là ngày mấy? 23 tây tháng 10 đúng không? Dạ. À 2018 hả? Mà không có tiền đi chích hả? Dạ đúng rồi. Là con bỏ luôn á. Bỏ luôn. Với 25 tháng 5 2019 hẹn. Dạ đúng rồi. À không có chích. Chích mấy mũi dịch vụ hả? Bắt đầu bây giờ là phải đi lên chích ở đâu? Viện Bích Tơ hả? Nó mũi của nhà nước là cho là chích đủ rồi giờ nó chỉ còn không hẹn lại đó. Hẹn lên là bắt đầu là lên chích của dịch vụ. Bé nó có cái chế độ chích theo nó nhi mà bảo hiểm à? Không có chứ cái này chích là tốn tiền, chích dịch vụ là tốn tiền. Con hỏi rồi chích dịch vụ nó có bảo hiểm không? Bảo hiểm nhưng mà nó không có tính trong bảo hiểm không? Tại sao mà mình không quay lại cái chỗ mà lúc trước nó chích, nó hẹn chích đó, mình quay lại cái chỗ đó chích không có tiền, mình quay lại đó nói là do lúc đó con nghèo quá. Dạ thì đó, đây nè, cái chỗ trạm y tế ở gần con đó là nó hẹn là bây giờ là đủ trong máy đủ trong trạm y tế của nhà nước đủ mỗi giờ kêu phải tới kỳ ra chích dịch vụ. Giờ nó đi nó nói là hô là mình bỏ cử rồi qua đợt rồi nó không có chích miễn phí nữa đúng không? Dạ đúng rồi. Không chích miễn phí là coi như đủ hết rồi. Đủ hết rồi. Đó như đây là tụi nó phần này đủ rồi, bắt đầu bây giờ từ mũi trở đi là đó mấy cái dấu này nó đánh là đi chích dịch vụ chứ. Chích dịch vụ cái đánh dấu hả? Đánh dấu là đi chích dịch vụ á. Nó yêu cầu thêm 3 lần nữa hả? Vậy là khoảng bao nhiêu tiền vậy? Một mũi là mũi đầu là cũng là 700. Bắt đầu mũi thứ hai là 1 triệu cho tới 1,5 triệu cho tới 2 triệu. À 1,5 triệu 2 triệu. Về bệnh ung thư cổ tử cung rồi bị thương hàm với lại bài liệt não. Chích người là cho bé đó phải không? Chích cho đứa bé con này cái gì? Nay nó được mấy tuổi rồi? Nó được 20
8 tháng. 8 tháng, 8 tháng hả? Dạ. Bây giờ là cần 3 chích 3 mũi thuốc này cho nó đúng không? Dạ. Mỗi tháng là chích 1 mũi. Rồi hôm nay giờ chưa chích mũi nào? Chưa tới. Rồi có mình con đi phụ hồ lớp nào cũng lo. Hôm nay hả? Rất là lo vợ con giờ tiền nhà trọ rồi lớp nào ba với mẹ với quê, ba với quê thì bị tai nạn xe nay 4 năm rồi. Rồi gia đình mình có bảo hiểm gì không? Dạ, bên con thì có rồi nhưng mà vợ con nó chưa có. Ủa tại sao hai chồng có mà mình con có mà vợ không có? Tại vì con vợ con nó còn nhập hộ khẩu ở trên thành phố. À nhập hộ khẩu thành phố hả? Còn con thì ở hộ khẩu dưới quê hả? Đúng rồi, con hộ khẩu dưới quê thì... Rồi vậy như vậy bây giờ hộ khẩu trên này của con là có trong hộ khẩu là có bao nhiêu người? Dạ ba con với lại hai đem của con nó còn nhỏ hả, chưa có mua được. À còn ba con là mua chưa? Mua bây giờ chứ mình con vợ là mua một cái hộ khẩu 4 người là mua lớp 4 người. Mà con có hỏi nếu mà họ mua hai đem khi còn nhỏ chưa, nó chưa có chứng minh dân thì họ mua sao. Còn trên 18 tuổi thì mới mua. Trên 18 tuổi là tên ba con với lại con đó là Bùi Đức Vượng với lại Bùi Thị Bình là tên con. Tên ba con. Không. Rồi bây giờ cái vấn đề bảo hiểm này con với ba con mua chưa? Chưa hả? À? Sao mình không đi mua? Có mình con làm mình đâu có lo. Ba con cũng chưa có chịu mua, nó lại vẫn đang định để gom góp tiền xong xong rồi mua chồng, còn ổng đang bị lao phổi rồi. Năm nay họ 59, 60 tuổi mà ổng vẫn phải đạp xe ba bánh đạp, chạy xe chở hàng cho ba đó. Đang lo khỏi, đang uống thuốc điều trị mỗi tháng đó. Rồi bây giờ con thì nãy con nói còn bao nhiêu ngày nữa con sanh? Thì còn 3 tuần, 4 tuần nữa. 3, 4 tuần nữa con sanh. Thì bây giờ con đang khó khăn về cái vấn đề nào? Có bảo hiểm nó xanh nó cũng đỡ. Mua có bảo hiểm được chi phí. Cần mua bảo hiểm để xanh nó đỡ được chi phí đúng không? Cái này nữa thí dụ mà xanh xong rồi mình đi khám bệnh một tháng hoặc là dùng cái bảo hiểm nó đi khám bệnh nó cũng đỡ không tốn tiền. Đúng rồi. Bây giờ không đủ tiền để mua bảo hiểm. Bây giờ cuộc sống của con á, hàng ngày con đi làm hồ á là một ngày được bao nhiêu tiền? Dạ, con làm ngày được 290 chú. 290. Rồi tiền thuê nhà trọ là bao nhiêu? Dạ, tiền nhà trọ là tính luôn tiền điện nước luôn là tháng 1,5 triệu chú. Tiền nước là tháng 1,5 triệu. Dạ. 290. Dạ, tiền phòng là tháng 1,3 triệu. Nhưng mà tiền điện nước luôn là tháng 1,5 triệu thì từ 1,5 triệu có từ 50 có nữa. Nhà ngồi với ba đi. Rồi con ngàn là 290 tương đương là cho gần 300 đi. Dạ. Rồi á tháng 10 triệu thì bây giờ á. Dạ. Ăn uống mỗi ngày ở nhà. Dạ. Rồi vợ con. Dạ. Lúc nắng thì còn làm được chứ lúc mà bão đâu có làm gì được luôn. Nó đi mua hồ mà, để mà làm ở trong nhà, ví dụ mà nhà mà nó còn hoàn thiện á thì mưa nắng thì mình làm trong nhà còn được. Đó giờ làm vậy đó, giờ lớp nào tiền nhà trọ và tiền ăn uống hay mẹ con tiền sữa tiền cả bé này với đi gửi tiền về quê cho ba với mẹ với quê nữa. Đó giờ lớp mà tiền ba mẹ là sao? Vợ mẹ con thì bị bệnh cao huyết áp với tiểu đường chứ thì bị hở van tim á. Tháng nào cũng đi bệnh viện đâu Kha Nam Sài Gòn ngay Bình Chánh nè chú. Đó là ba. Ba con thì bị tai nạn xe cũng gãy chân cũng cặp xương rất đây nay 4 năm rồi. Nó một ba con cũng bị bệnh phổi cũng như nhà vợ con luôn vậy đó. Gia đình em mấy bao nhiêu người? Dạ gia đình con là tổng cộng có 4 người luôn. 4 người mấy người kia họ dạ cũng nghèo khổ không rồi, chú. Mà cũng phải người phụ tan chân chứ. Dạ cũng dạ cũng phụ nhưng mà phụ được phần nào thôi chú. Cũng hai chị gái là sống phụ bên chồng. Dạ. Phụ bên chồng với lại còn ba má chồng nữa. Đó với lại ông anh thứ tư anh chưa có vợ. Anh cũng đi làm hồ, anh cũng đi làm hồ luôn, anh cũng lo phụ với con luôn. Cái bụng của con á là còn cỡ tháng nữa sanh. Dạ tầm tháng nữa tháng sanh mà trai gái. Siêu âm thì chưa biết chứ. Tại vì khép giò lại. Siêu âm hai lần thấy. Nó khép giò nó che mặt lại nó không thấy đó. Mà nay hả nó quể quải nó quải người hả nó đau nó cứ lưng hoài à. Bây giờ hả con nói thiệt với con chú giờ con đi bộ hả từ đây lại nó không đi bộ không nổi nó đau. Mỗi lần đi bộ là nó cái bụng vậy đó. Yeah. Mà con là có bị bệnh viêm gan. Yeah. Mặt bởi xanh lè luôn rồi. Yeah.
con ngủ tối nào ngủ là nằm cả 12 giờ đêm 1 giờ sáng ngủ không đau. Còn viêm gan mà nó không có ngủ nằm nào không có uống thuốc á, nó đau mỗi lần nó đau là nhức nhói vậy nè. Nhức lắm hả? Bây giờ hai chồng ở đâu, địa chỉ nào? Cái địa chỉ mà chủ nhà trọ thì phải hai mặt tiền đường, nhưng mà không có nhớ ở đường Lê Văn Phương quận hai mình đi vô cũng được, mà đường Lê Thị Duyên cũng được nữa chú. Hai mặt tiền đường. Rồi khi nào bữa nay con về tới nhà con gửi cái vị trí đó cho chú. Con tại nhà không biết xài vị trí. Cái con đang xài điện thoại nào mong chú coi coi. Cái cấp ứng cũng bắt bỏ nhà rồi. Cái này hả, điện thoại này gửi vị trí cũng được. Bây giờ vậy ha. Khi mà con về tới nhà, con nhờ ai hàng xóm á, ha, nhắn tin cho chú, gửi cái vị trí mà người nào có xài cái điện thoại nào sử dụng được wifi á, gửi cái vị trí hiện cái nhà con đang ở, đứng ngay nhà con, bấm chia sẻ cái vị trí qua cái số điện thoại của chú. Rồi thì sau khi chú mà rảnh, chú không dám nói trước nha, sau khi chú rảnh thì chú sẽ ghé thăm vợ chồng con. Bây giờ trước mắt chú sẽ cho vợ con mua cái bảo hiểm. Để có cái bảo hiểm khi mà bầu này nó vô sanh á thì nó đỡ được tiền chi phí. Ha. Mà bây giờ nếu mà mua bảo hiểm á, là con xin con mua một mình con được không? Dạ chắc được. Ừ. Còn nếu mà giao phường mà xin mua một mình vợ. Một cái bảo hiểm là bao nhiêu tiền? Tại vì mua một người đầu tiên là 800 mấy luôn. Người đầu tiên thì chủ hộ là nó là mắc hơn là người kế tiếp. Dạ, là hai người khoảng như cỡ triệu mấy. Dạ. Triệu ba. Dạ, chắc cũng cỡ đó. Người đầu tiên đó là người thứ hai là nó giảm được 150. Bắt đầu người thứ ba là nó giảm được 150. Thứ tư nó giảm được. Rồi ok, bây giờ về ha. Trước mắt á, chú cho ai chồng con á, cái bảo hiểm. Dạ. Cho vợ con cái bảo hiểm, dạ. Ba con cái bảo hiểm thì chú hiểu là đây, mua bảo hiểm. Có bảo hiểm. Dạ. Có bảo hiểm chưa? Đây ngoài hộ khẩu. Để nó không có chung hộ khẩu, tức là hộ chung hộ khẩu là cái người ba với lại cái bé bầu này nè. Đó thì bây giờ cần là mua ba với bé bầu thì chú mua bảo hiểm, hiện tại bây giờ nó bắt mua là mua hết. Hiểu không? Thì cho nên á phải ra Hồng Dương. Dạ đúng rồi, Hồng Dương. Họ hỏi vậy rồi nếu mà họ sanh ở đây sanh to tính sanh ở gần nhà con cho nó gần đó chú. Có mẹ chú còn họ tới luôn đem con hay con ăn đó. Bác sĩ không nhận. Nói tại vì ca của con đó là bị viêm gan á. Nó không có đủ máy móc để nó chữa. Rồi bây giờ ha. Cái vấn đề của con á thì trước mắt chú sẽ cho con cái bảo hiểm với ba con là cần phải mua hết rồi. Con về ngán cố gắng đi mua cái bảo hiểm cho vợ con liền, rồi lỡ con bầu này nó có xanh á thì có cái bảo hiểm. Nó khi mà mua bảo hiểm nó hẹn mình cũng ít lắm là tuần lễ 10 ngày gì đó. Dạ. Nó không có cấp mình liền đâu. Thì mua sớm nha. Dạ. Mua sớm. Nó hẹn nửa tháng, 2 tháng. Dạ. Tháng. Còn, mà con chú mua là 3 tuần mới có con. Con chú nghe chú nói. Vợ con á thì bây giờ theo những gì vợ con nói còn cả khoảng tháng nữa sanh. Dạ. Thì khi con mua bảo hiểm á, con dắt vợ cò chở vợ con lên á, con dạ. Nói giờ làm ơn mấy anh mấy chị giúp giùm tôi. Dạ, mà con lên là không có bán. Bán là biết người mua bảo hiểm để giảm tiền sanh đẻ không có bán. Bà mà là ở trong phường á, bà nói nếu mà mua bảo hiểm á là để chồng con lên mua chứ con lên mua không giờ bán. Tại bán chỉ là mình có bầu mà gần sanh là hả mới cần. Bây giờ mấy bà nhắm mắt làm ngơ để bán nữa, giúp cho một cái người bầu bì mấy bà cũng không làm được nữa hay sao? Trời mấy người này. Để sáng. Sáng mai con ra phường con mua. Bây giờ chú cho con tiền mua hai cái bảo hiểm, một cái cho ba con ha. Rồi cái cho con ha. Rồi thì con tranh thủ con đi mua liền ngày mai. Rồi có vấn đề con của con á, mà bây giờ chích thêm ba cái mũi thuốc đó mà để mà viêm gan á,
Dạ. Thì bây giờ chú chưa có dám hứa, dạ, để qua bảy tay khi nào mà chú rảnh á, dạ, rồi chú hỏi mấy anh em bên chú coi có ai mà phụ giúp với chú tay chân để mà lo cái việc mà đưa cái cháu đi chích cái mà cái bệnh viêm gan của nó đúng không? À, với lại vấn đề nhiễm trùng máu. Thì chú để chú hỏi kỹ lại mấy anh em mà có ai mà phụ với chú thì lúc đó chú báo với con sắp xếp đưa cho cháu đi chích. Chích cái ba cái mũi này. Nha. Thì trước mắt bây giờ là chú sẽ gửi cho con cái vấn đề tiền mua bảo hiểm mà hai chồng đi sao tìm tới nhà chú hay vậy? Ừ, đó con còn ở chỗ bên đường Nguyễn Phú Phú ngay chỗ cầu Nguyễn Phú Phú vừa qua cầu xíu mình tới đường vô bệnh viện Nhi Đồng luôn đó chú. Đó ở chỗ đó giờ con mới đi đồng hồ đang làm vòng khu vực này. Rồi chiều giờ hai chồng ngồi đợi chú về lâu không? Thì từ cái hồi con điện cho chú là chú kêu con vô khuê là con ngồi đợi luôn á. À, cũng là lúc mà 5 giờ tới giờ. Dạ 5 mấy. Rồi hai chồng con cái là ăn uống gì chưa? Dạ, có nãy ghé mua hai bánh bao, hai chồng với đứa con ăn uống. Có muốn ăn gì nữa không? Ăn đi đừng có ngại. Dạ, trên chạy về. Nhất là ăn bầu nè. Rồi chú kêu cho cái lẩu cho. Ăn đi con đừng có ngại. Ăn để cho nó tốt sức khỏe cho cái đứa con. Con ăn đi con đừng có ngại. Không bố, trễ rồi. Trễ. Về trên xe cổ đường nó trễ lắm, đường nó khuya vắng. Bây giờ con chạy về con nước luôn, về con nước giờ sáng. Rồi con mẹ con khám bệnh con sao giờ sáng con mới chạy u về trên. Con lấy tiền nha cho bố đi đây nè. Con đếm mình đếm. Sữa. Sữa ra không tiền. Hả? Đếm ra giùm. Nhiều. Cô ra cái bây giờ á, em đếm một cái 7.2 trước đi. À, quên lộn, 720.000. 800.000 nữa đi. Bây giờ ha, chú gửi 720.000 của cái cô Hạnh. Cô Hạnh này ở bên bên Úc. Cô Hạnh gửi cho chú 720.000 này. Là cô Hạnh dặn giữ ở đây có hoàn cảnh nào khổ rồi cho người ta. Thì bữa nay gặp hai chồng con tới. Thì chú gửi thay mặt cô Hạnh ở bên Úc á. Gỡ 720.000 này gỡ cho con rồi để mà mua bảo hiểm rồi riêng phần chú cho riêng thêm 800 nữa và con đếm là 720 đúng của cô Hạnh gỡ con không? 400, 500 rồi cái đó 720 đủ rồi đúng không? Rồi chú cho con thêm 800 nữa thì á của cô Hạnh á là cái tiền 720 này không phải là cô Hạnh gửi cho con nhưng mà cô Hạnh gửi ở đây cho chú và dặn chú ví dụ mà gặp hoàn cảnh nào khổ á cho thì chú cũng đã nói với cô Hạnh á thì cô Hạnh có điện thoại về chú và chú nói là có một cái trường hợp cô phụ nữ này có thai á mà do vấn đề bị động thai như thế nào đó giờ sắp sanh không có bảo hiểm mà chú cũng nói của anh là cho cái tiền này để phụ cho con mua bảo hiểm và đồng thời chú gửi con thêm 800 nữa tổng cộng là được 1.500.000 là mua được hai cái bảo hiểm rồi đúng không? Là đây ngồi đi con rồi, cho nó cứ để nó chơi đi chứ để cho con nó chơi đi à, cứ để nó chơi đi không sao đó bây giờ á thì trước mắt đó là cái tiền của cô Hạnh đó 720 với lại chú 800 nữa là đủ mua bảo hiểm cho hai người đúng không? Một cái bảo hiểm cho con, cái bảo hiểm cho ba con. Dạ. Thì bây giờ đó, con cứ mai tranh thủ về mua bảo hiểm sớm. Dạ. Bên cạnh đó khi mua bảo hiểm nhớ nói người ta giúp giùm. Dạ. Và chị làm ơn làm phước giúp giùm tôi làm hồ sơ sớm chút xíu.
khi để cho tôi nhận bảo hiểm sớm chút xíu đó, mình mình gán nói người ta để có bảo hiểm sớm, lỡ như con bầu này nó đi xanh mình có bảo hiểm để mình sử dụng nha. Rồi sau khi có bảo hiểm rồi á, là sau cái ngày bảy tây thì từ đây cho tới ngày bảy tây, tám tây, chín tây luôn là chú lu bu lắm đó, chú không có còn thời gian. Nếu mà sau chín tây chú về lại Sài Gòn á thì chú coi chú sắp xếp, chú đến nhà con chú thăm. Rồi sẵn chú hỏi coi có ai bạn bè nào phụ với chú để lo cho đứa bé này để nó chích tay không, thì lúc đó chú báo với con sau nha. Rồi con á, bây giờ con gần sanh con nên ăn uống điều độ vô. Có, con vẫn uống sữa rồi. Từ chiều giờ ăn cái bánh bao hả? Có, ăn miếng cơm ở nhà. Sữa nhà mình nó không biết bầu này nó uống được không ta? Được rồi. Không được hả? Không được. À, bây giờ á, trước mắt có thể tạm thời là vậy ha. Rồi từ đây tới ngày sanh á, con gán cố gắng đừng có đạp xe đạp nhiều quá nữa. Đã bác sĩ nói vậy đừng có đạp nhiều quá, thấy không? Rồi gán giữ gìn sức khỏe. Rồi con đi làm nhớ mỗi ngày về chăm sóc vợ mình. Nó bầu bì á, nó đau đớn, nó cực lắm. Thì còn ba tiền bạc mà đi làm gán gối ghém mà để dành, nó dụm để dành cho vợ nó sanh, nó nôm. Chú biết con làm nhiều khi cái tầm tháng chục tháng hoặc là hai mươi tuần đó, cái bị gút nó xuống là nó sưng lên, nhiều khi nó sưng cái bụng gối, giờ sưng cái bụng chân là tầm khoảng 3-4 bữa chân bị sưng hả? Dạ, bị gút á. Để từ từ á, cái khi nào chú rảnh á, chú chỉ cho con mấy bài thuốc chị gút. Con có nhậu không? Dạ không, từ đó con đi nhậu thì tốt á, đừng có nhậu, đừng có nhậu để dành tiền cho vợ nha. Còn nghiệp nó gần sanh rồi, gắng cố gắng nữa, kêu vợ con ăn uống điều độ vô, thấy cũng ốm cũng xanh lắm. Chúng là con xanh, xanh tự hai vợ chồng lo, bà mấy chồng thì hai dướng tan nữa, rồi bên ngoại thì hả bà mẹ ghẹ, bà mẹ kế của con á dướng tan luôn, hai bên hả nội ngoại đều dướng tan á, không ai lo, tự hai vợ chồng chăm sóc cho con. Đó là cái vợ con xanh, vợ con mới già có hai tháng mà bỏ vợ con. Vợ con từ đó tới giờ là hả, từ hồi con đẻ ra, mẹ con đẻ ra là con đi gốc mấy tháng à. Gốc vợ cũng vậy. Con sanh con ra đi luôn, đi tới giờ luôn hả? Con đó từ đó tới giờ con có liên lạc gặp được mẹ không? Nói chung là hả cũng có gặp, mới gặp đây mà hả bà không có nhìn nhận lại con. Bởi nên bà không đi, bà bỏ rồi là bà không nhìn nhận. Con xuống dưới hả, con nói thiệt cô chú hả, con xuống dưới gặp bà mà con lớn quá mà bà đâu có nhìn nhận tới con. Mẹ mẹ bỏ con lúc nào? Bỏ con là lúc mới có 6 tháng, 7 tháng mới bỏ. À, bỏ cho ba nuôi luôn tới giờ? Bỏ cho ba nuôi. Bỏ cho ba nuôi với lại ông bà nội nuôi thì hả, ba con hả bỏ với bà khác. Con nói lớn hơn chú. Ba con thì hả, đó mẹ con bỏ con thì hả, ba con bỏ với bà khác. Với bà khác bỏ tới giờ đó, có mấy đứa con đó. Còn giao con cho bà nội luôn, nói chung tới giờ hả biết tin tức mà hả biết tin tức mẹ con hả người xuống dưới kiếm mà hả bà đâu có nhìn nhận. Bởi nó một khi bà bỏ là bà không nhìn nhận nên nó không có mẹ con nữa mà nhìn nhận thì con mới hỏi chồng con coi hả con rớt nước mắt mà hả rớt nước mắt mà con muốn xỉu mà bà đâu có nhìn nhận đâu. Bà không ngó ngàng tới con, không không ôm con được miếng, không nắm được, không hỏi thăm con được miếng. Là con khi mà con đi tìm á hả? Con đã tìm rồi, hồi nào tìm lâu chưa? Mới đi tháng. À, ở dưới Tây Ninh á chắc thấy nghèo quá không nhìn nhận đó. Không phải không nhìn nhận mà hả, tại vì bà nói là hả một khi bà bỏ rồi bà không nhìn nhận, một khi bỏ rồi không nhận luôn, bà không nhìn nhận. Có ông ngoại con với lại mấy dì mấy cậu á thì còn hả ngó tới, còn hả bà thì bà không nhìn nhận. Bà nói một khi bà đã bỏ, bà ra đi là bà không nhìn nhận, bà nói đừng có tình xuống tiền bà nữa mà. Cái bà hận ba con hay sao? Tự bà bỏ vậy đó. Con vợ ở lúc đó con gắng gắng ngăn con ôm đại mẹ con mấy chục năm rồi mới gặp lại. Lúc đó con gắng gắng con ôm đại mẹ con lần mò coi mẹ con có nhận không? Sao con ôm đại? Nó có ngó tới con lúc đó con có khóc không? Đó, con hỏi chồng con đó là con ngó, bắt đầu con
hỏi thăm bà, hỏi bà 10 tiếng bà trả lời được tiếng. Mà nhiều khi con điện thoại cho bà không nghe đó. Bà nói điện làm gì, mệt quá đừng có điện làm phiền nữa. Chắc hay là bà ảnh hưởng với chồng bà. Đâu bây chồng giờ con của bà. Bà không ở giận nữa, bây giờ bà nói chung bà giờ bỏ với hai đứa con. Bỏ giận nữa. Không thèm nhìn luôn rồi. Thôi vậy đi, hai chồng tranh thủ về để cho mẫu nghỉ ngơi. Dạ, qua đây thì con có nhiều cái lời gì không để gửi đến dạ vợ chồng con cũng gửi lời cảm ơn cô Hồng với lại cảm ơn cô chú để giúp đỡ cho vợ chồng con mua được cái bảo hiểm sinh mẹ. Cảm ơn cô chú thì con gửi lời cảm ơn tới cô Hạnh. Thì nguyện. Dạ con mong gì nữa không? Có mơ ước gì không? Mong gì không? Dạ thì không mình có quyền mơ ước. Không biết mơ ước gì. Hả? Không biết mơ ước gì luôn hả? Con nói chú nghe. Dạ con không biết mơ ước gì luôn. Đâu? Dạ. Mình phải mơ ước này dạ. Mình cố gắng lên. Dạ con học dạ có cô. Sang gia cái nhỏ được khỏe mạnh mẹ chồng con vui được. Dạ đúng rồi. Giờ, dạ. Chú cũng chúc cho con á dáng sao á giữ được cái sức khỏe dạ. Quan trọng nhất á sanh sao á mẹ dạ. Tròn con vuông nó bình an vô sự dạ. Là cái điều đó là không riêng gì chú đâu dạ. Rồi tất cả mọi người cũng ai cũng mong dạ. Dạ. Cho nên nó ráng cố gắng giữ sức khỏe nha dạ. Chú rồi, rất là bận nhiều việc đó con dạ. Bận nhiều việc lắm mà dạ. Khi con nói vợ con có bầu dạ. Mà con không có tiền để mua cái dạ. Bảo hiểm thì cái điều đó hả thì cũng là phụ nữ nhau là người phụ nữ mà sanh con vậy rất là thương bởi vậy chú mới dành thời gian cho tụi con thì chút xíu nữa chú phải đi vô trong bệnh viện nữa thì đồ con em bé con có chưa con hả mua được mới một ít rồi chứ hả phải bữa là hả đi mua thêm mới khăn rồi chứ nó chưa mua khăn thôi ba cái đồ quần áo em bé xanh á để chú gọi điện thoại chỗ người quen chú coi có ai có để chú xin mà khi mà chú xin có rồi á ở nhà thì tại chú không có ở Sài Gòn gia đình chú vợ chú buôn bán luôn lắm em bé để cô cho luôn à, chú rồi mua khăn, để em nói hết khi nào á mà chú xin có rồi á chú điện cho con chú con chạy tới đây con lấy mình chú nha chú không chú chạy lên chợn lên nhà con nha thì để chú gọi chú xin thử coi coi ai có đồ em bé rồi sơ sinh đồ hay nếp đỏ để xin cho rồi chúc hai chồng luôn được mạnh khỏe nha rồi thôi tranh thủ con về đi cũng khuya rồi khi nào ấy rồi chú điện. Cái số hồi nãy con điện cho chú là cái số của con đúng dạ, không? Dạ, số hồi nãy của con đó chú. Rồi. Rồi con còn cái đơn xác nhận mà con ở dưới xe. Có đơn gì? Thì con gửi cho chú cái đơn ở trong Zalo đó. Đó là ở dưới chú xe. Lù bù quá, hai ngày nay chú không đụng tới cái máy mà để chú kiểm tra luôn á. Quá trời tin nhắn trong cái điện thoại chú. Đó hộ con đủ tên con à. Tại vì hoàn cảnh sao rồi con ghi cho cái đơn thì nó đắp máy thì xã nó xác nhận cho con đàng hoàng luôn. À. Xác nhận hoàn cảnh nghèo. Dạ đúng rồi. Tại vì nó chưa cấp khó nghèo. Nó xác nhận hoàn cảnh nghèo rồi đúng không? Dạ, nó chỉ mới xác nhận hoàn cảnh khó khăn thôi chứ. Đó, tại vì con đang hỏi xin cấp khó nghèo cũng chưa xin cấp. Thôi được rồi, con cất cái này đi. Dạ. Nha. Tại vì con muốn gia ghé xã lần kia đó con chứng đúng với bạn đấm mộc đúng với bạn gốc vô con được có gì con gửi cho chú. Rồi vậy nha con.